Được rồi, chúng ta nghe rõ chưa hả? Bây giờ nhé, chúng ta sẽ làm cái chương trình như là một cái trò chơi thôi, nhưng mà nó mô phỏng cái hiện tượng, nó kết hợp nhiều cái kiến thức lại để chúng ta mô phỏng hiện tượng rất là hay. Như thế này, bây giờ chúng ta vẽ một cái đường thẳng ở đây, mặt mặt đất ở chỗ này nhé, và chúng ta sẽ mô phỏng một cái người chạy từ bên trái sang bên phải đó. Chứ bắt đầu mô tả như thế đã nhé. Bây giờ các bạn cùng với thầy này, các bạn xóa con mèo đi này, các bạn đưa vào đây cái nhân vật mà có thể chạy được ấy. Bây giờ chúng ta tìm nhé, về cái người này này, cái này chạy được cái này nhé. Đấy, chúng ta để vào đây, chúng ta cho nó nhỏ lên một chút nhé. Người này để hay chúng ta chọn cho nó nhỏ lên một chút đây, đặt chế độ cho người này nó bé bé lại, bé lại đây, bé lại là khoảng như là 60% thôi. Rồi, ở chỗ này nhé, ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái đường ngang như thế này, đường ngang và dưới này là đất thôi. Người này sẽ chạy từ trái sang phải, liên tục chạy chậm từ trái sang phải, gặp bên phải thì quay lại bên trái, cứ như vậy. Trước mắt là chúng ta mô phỏng người đó đó đấy nhá. Bây giờ chúng ta vào chỗ background và chúng ta vẽ cái đất nhé. Chúng ta dùng kia đây, nó nhỏ lại một tí. Chúng ta dùng cái này, chúng ta vẽ một kia nâu nâu một tí nhé, nâu nhé. Đấy, ta vẽ một cái đường ngang 15 đi, ta vẽ đường ngang ở đây này, cũng không điểm được 20 đi, ta vẽ một cái đường ngang ở chỗ này nhé. Ôi, thầy vẽ lại cái này xấu quá, vẽ thẳng nó ra. À, dùng đường thẳng vẽ, không dùng cái này. Vẽ lại. Thêm một chút thì mà dùng cái, đây là cái tẩy đúng không? Đây, dùng cái đường này này. Dùng cái đường này nhé. Đường này này, hình như đường này nhỉ. Vẽ một đường thẳng ngang rồi, đen à, thì làm lại một chút nhé, chọn màu đi. Đấy, màu này nhé. Vẽ đường thẳng ngang. Em mô tả cái mặt đất thôi mà. Đấy. Rồi, ở phía dưới này chúng ta tô màu, dùng cái là tô màu xanh ở phía dưới cho đẹp. Tô màu được. À, ta phải chuyển sang bên mép để tô màu được. Rồi, như này nhé, chưa các bạn để này đi. Đấy, người này sẽ đứng ở đây và sẽ chạy từ trái sang phải, xong lại gặp lại là quay lại. Cứ như vậy nhé. Ồ, thầy vẽ lại một chút, thầy gặp nó không vẽ chưa đẹp lắm, thì các bạn vẽ cho nó thấp xuống tí, cao quá, để thầy vẽ lại. Thôi được, thầy vẽ lại một chút. Phải chuyển sang chế độ bitmap thì mới vẽ được. Thầy vẽ lại này. Bây giờ thầy dùng chức năng tẩy. Thầy làm lại nhé. Thầy muốn vẽ lại cái này là cái nào nhỉ? Xong.
Thì vẽ lại cho thấp xuống một tí, cao quá. Rồi chúng ta dùng cái chức năng, đây là chúng ta dùng chức năng này này. Thì chúng ta vẽ một cái đường là 15 đi. Với cái màu là màu màu nâu như này này. Rồi, chúng ta vẽ một đường thẳng thấp xuống đây một tí. Đấy, như này nhá, đẹp rồi đấy. Bây giờ chúng ta tô màu. Đây, dùng chức năng này là tô màu xanh. Đấy, thế đẹp. Các bạn đừng đụng để cao quá. Vì sao là vì thầy muốn là sau này cái người này sẽ chạy từ trái sang phải này, nó sẽ nhảy lên, sẽ mô tả nhảy lên và bám vào cái quả bóng chạy từ phải sang bên trái đấy. Tức là ý muốn là để mô thỏng là chạy thật nhanh, nhưng mà chạy chạy chậm rất chậm, nhưng mà muốn nhanh thì chạy nhảy lên trời để bám vào quả bóng đó. Bây giờ để lên lại người này nhé, người này thì để như này. À, lại ngày này nhé, thầy để chế độ là 50 cho nó nhỏ lại, 50 thôi. 50 đây. Đấy. Nhưng mà đây là vị trí của nó nhé. Ở chỗ này thì chỗ này vị trí là y là âm 78 này. Đấy. Như vậy ban đầu người này sẽ nằm ở vị trí sau đây, người này sẽ nằm ở vị trí này. Ban đầu sẽ đặt ở vị trí là đây là âm 220 và đây là âm 78. Đấy. Ban đầu là như này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng như sau này. Khi mà bấm nút Space thì người này sẽ chạy từ trái sang phải, dọc cạnh phải thì bắt đầu là trở lại từ bên trái, cứ như vậy chạy với vận tốc chậm, được chưa? Đó, chúng ta mô tả nhé. Đấy, được rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta mô tả như sau nhé. Cái này chúng ta sẽ làm dần nhé. Đây, bây giờ như này. Chúng ta lập trình cho background. Đấy, background nhé. Khi mà người dùng bấm space, được chưa? Chúng ta muốn mô tả sau. Thì sẽ gửi thông điệp là start, bắt đầu cuộc chơi. Đây, gửi thông điệp là start để bắt đầu trò chơi. Chúng ta chọn ở đây nhé, là new này, start này. Đấy. Và khi mà bắt đầu start thì người này bắt đầu chạy, mà chạy liên tục. Là chúng ta gặp cho người đó nhé. Đấy. Đây chúng ta khi mà nhận được thông điệp start này thì người này sẽ làm như sau. Người này sẽ liên tục sẽ forever chạy với vận tốc về phía trước với vận tốc ngắn với vận tốc nhỏ thôi. Để chúng ta dùng lần này. Múc về phía trước với vận tốc là như 5 dạng như 5 này. 5 nhé. Đấy. Và góc cạnh phải thì quay lại bên trái. Đây. Chúng ta nhớ lại cái lệnh đó nhé. Nếu mà góc cạnh phải đây. Nếu mà nếu mà cái x tọa độ x của người đó mà lớn hơn 240 thì quay lại dùng lệnh là set x bằng âm 240. Đấy, quay lại và cứ như vậy liên tục đó. Chúng ta lập trình cái này nhé. Đây, bấm space này, ôi cho nó chạy đã. Ở đây thì cho nó thêm một cái động tác nữa là next cartoon như này. Đó. Lại đây đó. Cho chậm lại đi, chạy về với tốc độ 4 thôi, cho nó chậm lại. Đấy, được chưa? Đây, trò chơi của chúng ta là bài 1 này, trò chơi chúng ta là cho người này chạy từ trái sang phải và chạy như thế là ví dụ 20 vòng hay là 10 vòng đi thì kết thúc trò chơi. Nhưng mà chúng ta điều chỉnh cái đó sau. Nha, như vậy bước 1 là chúng ta mô phỏng một cái hậu trường như vậy. Mô tả cái trò chơi hay một cái mô phỏng gì đó mà có một người khi bấm space thì chạy từ bên trái sang phải và liên tục như vậy, hết bên phải rồi quay lại bên trái, cứ chạy liên tục, được chưa? Đấy, các bạn làm cái này nhá. Sau sang bước sau thì khó hơn. Đây là bước 1 thì như vậy nhá.
Khi bấm space lần đầu tiên thì bắt đầu vào cuộc chơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng vào cái đợt sau là người này sẽ được phép là bấm space lần nữa thì nhảy lên và nó rơi xuống. Đó. Như vậy chúng ta sẽ mô phỏng người này là luôn là chạy như sau, luôn là chạy là có cái trọng lực là hút xuống đất. Như vậy mô tả lại cái bài toán này là bằng cách là có cái trọng lực. Khi bấm space thì nhảy lên và nó bị tự động nó hút xuống. Để làm sao? Để chúng ta mô phỏng là sau này người này sẽ nhảy lên và bám vào quả bóng ở phía trên. Được rồi, việc chúng ta làm như sau này. Đây, việc chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nhớ là gravity để mô tả kia. Đây, chúng ta làm cái là gravity. Các chúng ta nhớ lại nhé. Nhớ lại cái động tác. Nhớ lại cái động tác là cái các cái lệnh mà liên quan đến trọng lực. Đấy, trọng lực. Được chưa? Đấy, thì ban đầu khi mà bắt đầu chơi thì đặt cái gravity bằng 0. Đấy, đặt để ở đây này nhé. Rồi, trong quá trình chơi thì cái gravity này luôn luôn là như thế này. Để chúng ta đặt chế độ này nhé. Này. Chúng ta làm một cái lệnh nữa ở chỗ này nhé. Khi mà bắt đầu start này thì trọng lực sẽ bắt đầu làm việc. Thì như sau này chúng ta nhớ lại cái khái niệm trọng lực nhé, là nó trọng lực luôn luôn là nó bị giảm đi, nó luôn luôn bị giảm đi. Đây trọng lực đây nhá, trọng lực sẽ luôn là giảm đi. Đây chúng ta dùng lệnh này sẽ luôn luôn là giảm đi trên gravity by -1. Được chưa? Đó. Rồi, chúng ta sẽ làm thêm một cái động tác nữa này để mô tả cái trọng lực. Đây. Cái người này luôn luôn bị kéo xuống, bị kéo xuống như sau nhá. Trong suốt quá trình chơi thì sẽ luôn luôn là vào cái forever này luôn luôn bị kéo xuống. Để chúng ta mô tả cái bị kéo xuống nhá. Chúng ta nhớ lại một chút nhá. Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là chain y. Đó. Chain y by gravity. Chúng ta nhớ lại một chút cái gravity. Đây. Thì nếu gravity mà là dương ấy thì nhảy lên. Gravity mà là âm thì nó hạ xuống. Được chưa? Đấy, nhưng mà ta chú ý luôn bị hạ xuống, nhưng nếu mà chạm phải cái vạch này thì dừng lại đây. Ta có một lệnh if đây luôn nhé. If. Đây. If mà gặp phải cái mồi này, đây có thể tùy ý. Đây, if nhé. If. Đây, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh sensing, dùng lệnh là touching. Nếu mà chạm phải cái màu, bấm nó chọn màu nhé. Đây, bấm đây. Chọn màu này này. Đấy. Nếu chạm màu này này. Đấy. Nếu mà chạm màu này thì chúng ta đặt lại y bằng. Để bảo luôn luôn nó chạy ngang. Thì luôn ta set y đâu rồi. Set y bằng bao nhiêu? Bằng -78 này. Thì đây là cái vị trí ngang ở đây nhé. -78. Đó. Như vậy nó cũng kéo xuống đấy. Chạy bình thường đúng không? Đấy, chạy bình thường nhé. Ồ, mình nhảy xuống cái này. Vậy là chỗ này là không đúng. Vì sao lại như vậy? Vì là nó... Vì sao nó nhảy xuống chỗ này? Để ta kiểm tra lại một chút nhé. Vì sao lại nhảy xuống? Bởi vì cái sang bên này này, khi quay lại thì chúng ta dùng lệnh khác nhỉ. Chúng ta dùng lệnh khác cái này đi, chúng ta cho đi yên tâm. Chúng ta bỏ cái này ra nhé. If chúng ta dùng này thì cũng được, có nhiều cách mà. Chúng ta dùng này. If mà. Đây. If mà. If mà e position mà nhỏ hơn -78 thì đặt là -78 luôn. Đấy.
cho nó không bị không liền bị xuống nữa. Đây. Rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc nữa là cho cái này nó khi bấm space lần thứ hai nó nhảy lên. Bắt đầu khó nhé. Đây, chúng ta làm như này. Chúng ta vào cái chỗ này. Đây. Thì lần đầu tiên ý, đây bây giờ chúng ta làm như sau, khi bấm space lần thứ hai thì nó sẽ nhảy lên, nó sẽ nhảy lên. Đây, chúng ta làm như này nhé. Đây. Khi bấm space lần đầu tiên thì mà gửi thông điệp là start, còn khi bấm lần thứ hai chỉ đi thì nó sẽ phải nhảy lên. Đây, chúng ta làm như này nhé. Chúng ta phải đưa ra thêm một cái tham biến nữa, một cái tham số đầu tiên là chính là tham số start trùng tên với cái kia nhé. Đó. Thì khi mà bắt đầu chơi thì chúng ta cho cái biến start này là không, là cái biến start này là mô tả cái gì, là trạng thái của trò chơi là đang chơi hay là không. Thì khi bắt đầu chương trình thì đặt bằng 0 nhé. Đó. Khi mà bấm space lần đầu tiên ấy, đấy thì nó hỏi như sau này. Đây chúng ta thông báo này. Đây chúng ta có một cái ở đây chúng ta kiểm tra. Nếu mà start bằng 0 thì đặt gửi thông điệp start và đặt lại cái thông số này là bằng 1. Đây. Start này là bằng 0 là chưa chơi, bằng 1 là bắt đầu chơi, là đang chơi. Như vậy chúng ta làm như sau. Cho thay này một chút thôi. Đây là cái mẹ các bạn chú ý nhé. Để chúng ta làm như này. Đấy. Nếu mà biến nhớ start nhỏ đó thế này mà bằng 0 ấy, bằng 0. Tức là khi chưa chơi thì gửi thông điệp start và đặt lại cái biến nhớ start nhỏ đó bằng 1. 1. Đấy. Để anh chỉ điện được là 1 nhé, gửi thông điệp start. Còn nếu mà đã start bằng 1 rồi thì ở đây thì chúng ta cho nó nhảy lên. Để chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là set gravity bằng 10 cho nó nhảy lên. Đấy. Thế đây là cái lệnh mà ý như sau này, tức là khi mà lần đầu tiên bấm space, khi mà cái biến start này bằng 0, bắt đầu start bằng 0 nhé, đặt nó bằng 1. Bằng 1 là chứng tỏ là bắt đầu chơi rồi và gửi thông điệp start. Đó. Còn lần thứ hai chỉ đi, khi bấm space lần thứ hai chỉ đi thì start bằng 1 rồi, cho nên cái này nó không chạy nữa mà nó chạy xuống dưới này, đặt gravity bằng 10 và nó sẽ nhảy lên. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Đây này, nhảy lên đó, nhảy lên, thấy chưa, nhảy lên đó, nhảy lên. Đấy. Các bạn có thể coi rằng có nhìn được không nhé. Hay bây giờ chúng ta dừng lại đây để các bạn cập nhật vào chương trình này. Và sau đó tôi sẽ em mở rộng cho ra một chút nữa. Đăng lại nhé, chúng ta có mỗi cái gì ở đây thôi. Đây là background đấy. Còn đây là chương trình này. Đó. Thế bây giờ tôi sửa như sau này. Thầy muốn sửa là như thế này. Là khi bấm space lên ấy, nhảy lên thế này. Thì khi bấm space thì sao, thì nó không được, nó không chuyển, nó phải đi thẳng lên và nó không được gì, nó không được vừa nhảy lên vừa chạy như này nữa, mà đứng lên thẳng như này mà nó rơi xuống. Nhưng mà cái chỗ này này, cái chỗ này là bảo đảm là nó không thể chạy, nó chỉ chạy được khi gì, nó chạy được khi mà đất thôi đó nhé. Cho nên chúng ta sẽ phải chú ý chỗ này là làm ta điều khiển một chút nữa cho nó hay hơn nhé. Là khi bấm space là nó không được như này. Khi bấm space nó nhảy thẳng lên thôi và không được vừa nhảy vừa chạy được nữa. Đây là vừa nhảy vừa chạy là sai này. Người ta sửa lại một chút nhé. Là khi bấm space nó nhảy lên thôi. Để chúng ta sửa chỗ đó nhé. Chúng ta sửa chỗ này này. Sửa chỗ này. Đó. Thì bảo đảm rằng là khi mà đang dưới đất thì mình thấy nó mới chạy, còn khi đang ở trên trời thì nó không chạy. Đó. Như vậy chúng ta cần thêm cái biến nhớ nữa để mô tả đang ở trên đất hay đang nhảy lên trên. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đây. Như vậy chúng ta cần thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái. Trạng thái rất quan trọng. Thì biến nhớ này đặt tên là up nhé. Đây. Đặt tên biến nhớ là up. Cái up là như sau.
cái up này là như này, là cái biên giới này là mô tả như sau. Cái up này bằng 0 là đang chạy dưới đất. Up này bằng 1 thì đang nhảy lên trên. Đang nhảy lên thì không chạy được nữa. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta đằng sau khi bắt đầu vào chơi thì đặt cái biến up này bằng 0. Chúng ta là đang ở dưới đất thì thang hồ chạy. Được chưa? Đó. Và ở đây chúng ta sẽ sửa đi một chút. Là nếu mà up bằng 0 thì mới cho phép là chạy. Để chúng ta vào lệnh này. Chúng ta chọn lệnh này thôi. Nếu if mà cái up bằng 0 thì mới cho phép là nhá, if này là cái biến nhớ là up. Nhớ lại biến nhớ up là biến để mô tả cái trạng thái này của người này là đang chạy hay là đang bay hay đang dưới đất. Bằng 0 đang dưới đất. Bằng 1 thì đang bay, đang nhảy lên trên. Bằng 0 thì mới được phép chuyển động. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây, chúng ta cho cái này vào đây. Đấy, đưa cái này vào đây nhé. Cái này có thể cho ra ngoài đấy cũng được. Bắt đầu nhé này. Chạy như bình thường này. Đấy. Tức là cái áp này bằng 0 thì nó mới nhảy lên, nó mới chạy. Không thì bằng 0 thì nó mới chạy. Đấy. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái việc nhảy lên nhé, mô tả nhảy lên rồi bây giờ chúng ta chú ý là đây nè, chỗ này này. Đây. Ở chỗ này này nhá. Đây chúng ta vào đây này. Khi mà set gravity bằng 10 thì nhảy lên, đây chính là nhảy lên. Mà nhảy lên thì chúng ta đặt cái up bằng 1. Up bằng 1 cho nó nhảy lên. Đó. Nhảy lên thì không chạy được nữa, chúng ta mô tả thử nhé, đây này. Nhảy lên này, đó. Khi anh mà đang nhảy lên rồi nó không hạ xuống được. Bây giờ vấn đề là nó hạ xuống thì nó phải đặt lại bằng 0. Đây. Thì ở chỗ này nhé, ở chỗ này. Ở chỗ này này. Đó. Nếu mà cái y này mà nhỏ hơn âm 18 mới hạ xuống đất thì chúng ta đặt lại cái áp bằng 0. Đặt ở đây này. Đó. Thì bảo đảm là khi rơi xuống nó sẽ chạy tiếp nhá. Đấy. Đây chúng ta mô tả lại chỗ này nhé, để mô tả lại như này, chạy này. Nhảy lên này. Đấy, nhảy lên này. Được chưa? Nhảy lên này. Nhảy lên này. Đấy. Nhảy lên chứ còn đứng im chân, cái chân không động đậy cơ. Đấy. Đúng rồi đấy. Được chưa? Vậy là nhảy lên. Đấy. Các bạn làm được chưa? Chứ này chơi khó mình ta dừng lại thì cho các bạn ghi chép vào máy tính nhé. Mà hơi khó đấy, chỗ này hơi khó nhé, chỗ này là ở đây là background. Mà chúng ta có cái biến nhớ là gravity là 1 này, start là 2 này và up là 3 này. Đấy. Mình có làm không đây hả? Hay là thấy im lặng quá? Dạ, không. Có làm không? Vẫn đang làm chứ hả? Dạ, không ạ. Ừ, làm đi, đào bìa, làm bìa, chúng ta mô tả lại thật chính xác nhé. Này. Bấm lên nhảy lên này. Từ đầu nhé này. Bấm phút mình xuống này nhé. Đây này, từ đầu này. Bắt đầu space, bắt đầu chạy này. Bấm space nữa này. Đấy, chính xác chưa? Đó. Đây là phần 1 của chương trình. Khó nữa chúng ta sẽ làm sang phần 2 khó hơn. Phần 1 này còn dễ nhé. Phần 1 là mô tả em bé chạy trên mặt đất thôi. Và bấm space thì nhảy lên. Nhưng mà yêu cầu là nhảy lên. Khi nhảy lên thì không chạy nữa. Đứng yên một chỗ. Khi xuống đất thì mới chạy. Đấy. Ta rất chú ý từng lệnh một nhé.
Background hả? Chính xác. Đây, background đây. Về em bé đây. Em bé đây. Đấy, bấm space nó nhảy lên như này này, đó. Cho phép nhảy thoải mái lên nhé, cao bao nhiêu cũng được nhé, đó. Xong chưa? Bình tĩnh làm đi không sao. Xong rồi thầy ạ. Được rồi, bây giờ nhá, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ mô tả như sau này. Mô tả có một quả bóng xuất hiện ở bên trái và chạy sang bên phải, chạy sang bên phải biến mất xong lại chạy là xuất hiện ở bên trái, cứ như vậy quả bóng sẽ xuất hiện cũng như ở bên trái và chạy chạy sang bên phải đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ mô phỏng tiếp theo là em bé sẽ nhảy lên và bám vào quả bóng. Đấy, cái đó là khó hơn nhá. Bây giờ chúng ta cứ mô phỏng quả bóng trước nè, bây giờ mô tả một quả bóng. Còn trong sau đó các bạn sẽ
chỉ việc copy sang các cái khác, chúng ta có thể tạo ra hai ba quả bóng. Nhưng mà chúng ta là một quả bóng nữa nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một quả bóng nữa nào. Đây, quả bóng nhá. Đây, bây giờ thầy sẽ lập trình cho quả bóng này, cho nó nhỏ nhỏ thôi, nhỏ hơn một chút cho nó đẹp nhá. Đây, chúng ta đặt cho nó quả bóng nó khoảng 70% cho cái này nhé, 70%. Đấy. Đây là rồi đấy, nha. Thì như sau này, quả bóng này khi mà được khi bắt đầu chơi thì cho nó ẩn đi, và khi bắt đầu khi mà nhận thông điệp start thì mình bắt đầu xuất hiện. Đây nhé. Chúng mà chúng ta không làm, không cần làm clone vội, chúng ta làm quả bóng bình thường đấy nhé. Còn trong tương lai xa hơn, chúng ta sẽ mở rộng lên và quả bóng này sẽ thành là mô tả bằng clone. Nhưng bây giờ để chưa, bỏ quả bóng đã. Quả bóng này xuất hiện ở bên trái màn hình, ngẫu nhiên ở bên trái, ngẫu nhiên, và đi di chuyển sang bên phải với vận tốc nhanh hơn là nhanh hơn là em bé kia, nhanh hơn. Khi gặp bên phải thì quay lại bên trái, cứ như vậy, quay lại bên trái ở vị trí ngẫu nhiên. Thế nhé, bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng cho đây. Khi bắt đầu start này nhé, thì quả bóng sẽ đi vào cái trạng thái là liên tục nó xuất hiện ở bên trái. Đây, khi mà show ở đây và sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở bên trái. Đây, khi bắt đầu nhé, show ở đây thì ban đầu này, ban đầu thì cho cái được rồi, ban đầu thì cho cái bóng này luôn nằm ở trái luôn cho tiện đi, là đây là -240 đi nhé. Còn y ở đây thì ta làm sao? Rồi khi mà xuất hiện thì ta đặt cái y là một cái tọa độ bất kỳ như ở phía trên màn hình. Ta set y là gì? Set y ở đây là cái vị trí ở trên. Vị trí là từ 120 để phía trên cao luôn cho đến 180 nha. 120 là chỗ nào nhỉ? Kiểm tra một tí nhé. 120 quá, đây là 160. Rồi, để ở đây nhé. Mà quả bóng sẽ di chuyển sang bên phải. Đây, chúng ta sẽ đặt chế độ là move. Mà để cho nó move và với cái vận tốc là cũng là ngẫu nhiên thì cho nó yên tâm. Em bé là chạy là vận tốc là bao nhiêu? Em bé chỉ vận tốc là 4 nhé. Thì quả bóng nó chạy vận tốc cao nhanh một chút, từ 5 đến 10 đi. 5 đến 10. Đấy. 10. Và nếu gặp bên phải thì đây, nếu tọa độ mà vượt qua bên phải, đây, nếu mà cái tọa độ x mà lớn hơn 240 thì đặt lại set x là -240 và đặt lại y là ngẫu nhiên. Đây. Đấy. Nhanh quá, để 5 đến 7 thôi. Lại này. Space này. Đấy. Ta cho cái bóng này nó chờ khoảng 1 phút nó mới nhảy chạy ra cho nó hay một tí. Đấy. Lại từ đầu này. Đấy. Quả bóng đây nhé. Cao quá nhỉ. Chúng ta cho thấp xuống một tí nhé. Đây là 140 đi. Nó thấp hơn một chút cho đẹp. Và đây là 100 đi.
đây là 100, đây là 140. Được rồi đấy nha. Tiếp xuống tí nữa. Đây là 130 đi. Ta cứ điều khiển cho nó ra thật đẹp thôi. Đây là 130 nha. Được rồi nha. Thì như sau này, bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp theo này, bên các bạn mô tả cho tập bóng, bóng chưa nào, chúng ta mô tả bóng này, bây giờ ta sẽ làm chuyện như sau nhé. Bước tiếp theo là như này, em bé cần phải tăng tốc của mình lên, cho nên sẽ nhảy lên bám quả bóng. Khi bám quả bóng, khi chạm bóng thì nó dính vào quả bóng nhé. Nhưng mà khi tới chỗ gần chỗ đây thì em bé sẽ phải thả xuống, phải bấm space nữa để tự mình thả xuống. Còn nếu để mà quả bóng nó đập vào cái tường này thì là thua ngay lập tức nhé, thì lại bị thua ngay. Cho nên là chỗ này là phải điều khiển một tình hình phức tạp hơn này. Tức là em bé nhảy lên bám quả bóng nó bay này, quả bóng nó bay tới gần đây thì em bé sẽ bấm space để rơi xuống. Đấy, chỗ này hơi khó nhé, bấm space để rơi xuống. Đó. Như vậy là về động tác là bám vào bóng và động tác là nhả ra. Nếu mà đang ôm quả bóng mà va phải từ bên phải thì là thua luôn. Hoặc là ta cho trừ điểm cũng được, ta cho gì đó nữa. Tức là nếu mà va phải bức tường bên phải mà không mà trạng thái là không rơi thì em bé vẫn bị rơi xuống và bị trừ điểm thôi. Ta làm xong cái chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta lập trình trước, lập trình gì? Lập trình là em bé sẽ nhảy lên bám vào quả bóng và nhảy lên thứ hai thì sẽ rơi xuống. Cứ thế đấy nhé. Còn chưa lập trình chuyện va chạm vào bên phải vội nhé. Lập trình là nhảy lên bám vào bóng và bấm space lần nữa thì rơi xuống. Đấy. Cái đó là khó hơn nhiều nhé. Rồi. Bây giờ thì để mô tả như vậy, chúng ta sẽ phải mô tả cái trạng thái là bám bóng hay không. Như vậy một thêm cần thêm một cái biến nhớ nữa rất là phức tạp. Nhảy lên bám bóng và bấm space lần thứ hai thì sẽ thả ra. Rồi chúng ta mô tả như sau nhé. Bây giờ như sau này, bây giờ chúng ta sẽ phải tạo thêm một biến nhớ nữa. Các bạn chú ý có trạng thái của phần mềm của chương trình cần tạo ra cái biến nhớ. Một khi mình biến nhớ nữa thì mô tả cái trạng thái là có chạm bóng hay không nhé. Trạng thái mà đặt tên đó là chạm bám bóng đi, bám bóng, đặt tên tiếng Việt cho nó dễ nhé, bám bóng tiếng Anh cũng được mà thôi thì biết tiếng Việt nhé. Bám bóng là trạng thái là đang bám vào bóng đó. Thì ban đầu chúng ta đặt cái trạng thái của bám bóng là bằng không, là không bám bóng nhé. Còn bằng một thì là bóng nhé. Rồi thì như sau này, em bé sẽ nhảy lên nếu chạm vào bóng thì bám vào bóng, được chưa? Để chúng ta làm lần nhé. Để chúng ta sẽ mô tả như sau này. Đây chúng ta mô tả ngay chỗ này thôi nhé, một quả bóng này. Nếu như em bé, đây chúng ta trong quá trình chơi đây nhé, đây trong quá trình chơi đây nhé, chúng ta vào phòng lọc vô hạn này. Trong quá trình chơi nếu mà em bé mà chạm vào bóng, đây chúng ta dùng cái sensing này nhé, là touching. Nếu em bé mà nhảy lên mà chạm vào bóng, đây chạm vào bóng thứ nhất nhé, đó, thấy chưa em? Thì sao? Thì bám vào bóng bằng cách này. Bằng cách là như sau. Bằng cách chúng ta sẽ phải đặt cái biến bám bóng là 1 để đặt trạng thái nó là set cái này là 1 này. Được chưa? Set cái này là 1. Và làm sao? Và em bé sẽ bám vào quả bóng bằng lệnh là go to quả bóng. Bám vào cho đến khi mà cái biến nhớ bám bóng bằng 0 thì dừng lại. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải có một lệnh lặp ở chỗ này nữa, lặp có tên là lệnh lặp có tên là repeat until đấy chỗ này nhé. Đây này, nếu mà chạm vào bóng này thì lập tức là bám vào bóng,
đặt cái bong bóng bằng một và lặp cho đến khi lặp là bám vào quả bóng bằng lệnh này này bằng cái lệnh này này bằng cái lệnh là bằng lệnh là go to của bóng này, lệnh này chữ lệnh bám vào bóng nhé. Đây lệnh là bám vào bóng này, bám vào bóng cho đến khi mà cái này nó bằng không thì thả thì lại nhả ra đó cho vào đây đấy. Thì đây chính cái lệnh mà em bé mà nhảy lên mà gặp bóng thì bám vào bóng cho đến khi mà bung bóng lại bằng không thì dừng lại thì thả ra. Chúng ta lập trình nhé, chúng ta lập trình bám vào chưa thả nhé. Đây này chưa được, vẫn chưa chạm vào. Ô, chưa được à? Chậm quá, phải làm nhảy đi. Ô, cũng chưa chạm nhỉ? Keep touching. Keep touching. Cũng không đây rồi đúng không? If touching. Chỗ này phải thêm một điều kiện nữa cơ. If touching và bông bóng bằng không thì mới đặt cái này bằng một. Chúng ta lại tí này nhé. Đấy, chạm vào rồi đấy, đúng không? Nhưng mà chưa thả ra, bây giờ thầy làm mất một tí nha, cho nên hai chữ này thầy làm lại chưa đúng lắm. Đây, phải làm cái này mới đúng này. Tại đây phải có cái biến là and. À, gì? À, nếu mà chạm vào bóng đồng thời là cái đây, nếu chạm vào bóng đồng thời mà đang trạng thái là không không chạm bóng thì mới báo vào bóng. Nhé, thì mới đặt cái bằng một và báo vào cho đến khi bóng bóng mà không thì trả ra lại này. Đấy, được chưa? Đấy nhé, bây giờ chúng ta sẽ làm cái động tác là gì, lập trình cho nó thả ra này. Thả ra là phải bấm space thì thả ra, như vậy cái việc space đã điều khiển ở bên này, đây chỗ này nhé. Ở chỗ này, nếu mà đây chúng ta phải làm một đoạn ở chỗ này nhé. Phải làm thêm một đoạn nữa ở chỗ bên này. Đây, nếu mà bấm space này nhé. Bây giờ phải làm cái nếu nữa này, gặp bấm space nếu này. Thì hơi khó một chút. Nhé, thì nếu mà đang bấm bóng, nó đang chạm bóng. Đây, nếu em bé mà đang chạm bóng nhé, tức là nếu mà cái bấm bóng bằng bằng một này, đây này, nếu mà bấm space nhé mà đang chạm bóng thì thả ra thì là xét lại nó bằng không. Đây là cái lệnh mà bấm space và khi đảm bảo chạm bóng thì là bấm là đặt cái này cho thả ra. Đấy, đây này chúng ta làm lại chỗ này nhé, kiểm tra lại chỗ này nhé. Đây chạm rồi, bấm là hai này, ôi nó không thả ra, nó có thả ra nhưng mà nó nhanh quá. Bây giờ chúng ta làm một chút thế này nhé. Đây này, đây thấy một chút này, thật ra bấm vào đây là nó về nó bằng không rồi nhưng mà sang bên này là nó lập tức nó lại quay lại cái này, nó nhanh quá. Cho nên bây giờ chúng ta phải có một cái delay gì đó để cho nó rơi xuống đã nhé. Delay để thầy xem delay bằng bằng cách nào bây giờ nhỉ? Nó bị bằng cái nó nhanh quá, nó không kịp nữa bây giờ như này.
Đây, để sửa sửa để sửa một chút thôi. Chỗ này nhá. Đây đây chỗ này, để sửa đây một chút này. Nếu mà thả ra này. Nếu mà thả ra thì phải cho nó dừng lại một chút. Thì cho nó đợi một chút thì nó sẽ ngay là cho nó bị nó không quay lại chỗ này nữa này. Thì cho nó lên cho một cái lệnh đây cho nó dừng lại cho nó đợi một giây. Nó sẽ nhảy ra ngoài. Đấy. Chỗ này trong một hai giây gì đó nó nhảy ra ngoài thì nó sẽ không chạy. Đấy, nhảy ra ngoài chưa? Nhảy ra ngoài, đó. Rồi. Đấy con nào? Gần gần đúng rồi đấy. Bây giờ thầy cho nốt cho em một tí là cho nó chạm bóng và cho nó kêu được một tiếng cho nó hay nhé. Có một tiếng là pop một cái nhé. Pop. Pop. Này. Chạm bóng nó kêu pop một cái. Đấy. Khi thoát ra cho nó pop cái nữa cho nó hay nhé. Đây. Nè, khi thoát ra cho nó một cái pop nữa chỗ này. Đây khi thoát ra đây nhé. Cho nó một cái pop là thứ hai nữa. Để làm lại này. Đấy. Nhanh quá. Để lấy đến nó chơi mãi nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm thêm một lệnh nữa nhé. Là quả bóng khi mà chạm vào cạnh bên này này. Nếu vẫn có người ở đây thì sẽ thả người ra và người đó rơi xuống đất là chết. Đây, chúng ta làm thêm coi là thua nhé. Đây. Cái này này. Chỗ này này. Nếu bóng mà chạm phải này nếu vướng phải người ở bên này nhé. Nhưng mà chạy qua một cái vạch này nếu mà vẫn đang ôm bóng ấy thì thả ra và người đó coi như là đã thua. Đây. Đây. Chứ làm sao chứ coi như cũng thả người ra nhé. Nhưng mà ý là khi vững sang bên này thì cũng thả ra. Đây cho anh lệnh này. Ở chỗ này nhé. Nếu mà vướng ở bên này thì cũng thả ra. Đây. Chúng ta đặt như sau nó sẽ bảo đảm này. Đây. Nếu mà gặp ở bên này nhé là cái này bằng không lập tức quay lại bên kia thì nó cũng được thế nó cũng rơi ra rồi đấy thử nhé kiểm tra này hãy rơi xuống chưa hãy rơi xuống lúc rơi xuống là coi như là chết đấy nhá ra mô tả sau nhé này. Đấy. Được chưa? Đấy, mà chỗ này tới đây thì chúng ta gửi một thông điệp là thua để cho đây thông báo cho người đấy nhé. Gửi thông điệp là thua này. Này. Chỗ này nhé. Nếu mà gửi thông điệp này, bấm bóng là gửi thông điệp là thua này. Để nghĩ xem là cho hợp lý nhất nhé. Tôi sẽ dạy chỗ này để cho em đi nè. Rồi, gửi thông điệp là thua nhé. Đây, gửi thông điệp là thua. Hay là finish nữa. Finish sẽ thua đi. Thua nhé. Đây, thông điệp là thua. Rồi, giờ quay sang bên này. Nếu mà nhận thông điệp là thua thì làm gì? Đây, nếu mà nhận thông điệp là thua thì sẽ rơi xuống ngay và dừng. Đấy nhé. Nếu mà thua thì lập tức là đây cho rơi xuống ngay. Đặt set.
CSI bằng bằng âm 78 và dừng lại và không chạy sang đầu nữa thì dùng cái nào chỗ nào thì làm cái nào thì ta mười tám đúng không? Sẽ đi bằng 018 thì ta cần để kiểm tra. Đặt áp bằng 0 nhỉ, cho nó không bị đặt áp bằng 0 để cho nó không chạy nữa nhé. Đặt áp bằng 1 chứ nhỉ? Cho nó không chạy nữa đúng không? Đặt áp bằng 1 cho nó không chạy nữa và dừng. Đặt áp bằng 1. Đó. 0.78 và đặt lệnh cho nó ngang ra, cho nó mà đặt lệnh cho nó ngã ra nhé. Đây dùng lệnh này cho nó ngã ra này. One in direction cho nó ngửa ra. Bình thường như này nhé. Bây giờ cho nó ngửa ra là nó vướng về hướng nào nhỉ? Hướng lên trên này à? Đấy. Hướng lên trên. Đấy. Và stop. Và sau đó là stop. Stop on ở đây. Chỗ này có thể đang thử kiểm tra lại cho nó có bị thế không nha. Đây này, bây giờ cho nó chìm xuống một tiếng nhé, là như âm 100 đi, cho nó chìm xuống. Lại này, ôi ôi. Chỗ này mình đặt lại. Ban đầu là gì? Ban đầu là quay hướng sang bên phải. Đấy. Đúng không? Lỗi rồi. Lại này. Sao nhỉ? À. Bị lỗi là do cái này này. Chỗ này thì phải thêm một lệnh nữa đây để bảo đảm là nó không bị ấy. If nếu mà đang ấy, nếu đang đang ôm bóng, đang ôm bóng thì mới cho nó dừng lại. Đây if nếu mà bấm bóng bằng một thì mới làm cái này, thì mới làm cái chuyện này. Không, người ta vẫn đi bình thường. Rồi đấy, mình cho nó kêu ối một tiếng là xong nhé. Đây này, chữ này là để 100, thật được chữ này để là set bằng trừ 120, để nó chìm xuống đất thật nhé. Đây, chữ này kêu pop một cái hay là ối một cái nhé. Đây, thầy làm cái động tác nữa cho nó ối một tiếng lên cho nó. Ôi ôi. Nhé. Đây, chỗ này này. Chỗ này kêu ối quá thì ta dừng lại. Lấy sao ăn thịt ta. Rồi. Ta xem lại chỗ này nhé.
Chúc chị là ngon lành nhé. Ôi ôi. Ôi, bị bọn chị tật. Hơi ấy quá, nó bị ấy quá đúng không? Nó lăn ra đầu. Nó không rơi xuống ngay. Thôi bỏ cái này đi. Này thôi nhé. Rồi không còn ối đấy nhá, ối nó nhanh quá hơn nó không kịp phát âm thanh. Thôi rồi chúng ta dừng lại ở đây nhá, đây bây chúng ta chốt lại cái phương án này nhá. Nhưng mà chúng ta vừa làm cái chương trình là mô phỏng tương đối phức tạp, một cái trò chơi coi là một cái mô phỏng. Hiện nay chưa có phải trò chơi nhé, các bạn có thể về nhà các bạn làm tiếp tục thành trò chơi, nhưng mà là mô phỏng như sau này. Em bé là chạy từ bên phải sang bên trái này, đó, và bấm space thì nhảy lên này và rơi xuống lực hút của trọng lực của trái đất này. Đấy. Như em bé muốn nhanh hơn, em bé sẽ phải nhảy lên bám vào các cái bám vào cái quả bóng trên để chạy nhanh hơn. Nhưng mà không được phép là nhảy mãi, phải dừng lại trước khi mà sang phần bên phải là phải bấm space để nhảy xuống. Còn nếu mà vượt quá bên phải sẽ bị thua. Đó. Chúng ta chưa trở thành trò chơi, nhưng mà bài này là có thể phát triển thành trò chơi được rất là nhiều nhá. Đấy. Rơi xuống này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta làm như sau này. Ở đây chúng ta sẽ vẽ hình, đây không phải là cái chỗ này không phải là đất, mà đây là một cái dòng sông lõm như thế này. Em bé chạy bình thường rơi dòng sông là thua là chết, cho nên bắt đầu phải nhảy qua bằng cách là nhảy lên bám một quả bóng thì mới qua được. Đó là ví dụ một cái trò chơi nhé. Đó. Rồi như vậy chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta ghi này cái này lại thành cái bài của ngày hôm nay nhé. Bây giờ các bạn mở rộng ra thành cái bài thành cái trò chơi. Hôm nay là buổi thứ 9 nè. B9 là trò chơi nhảy bám bóng nhé. Trò chơi này hôm nay chỉ là trò chơi thuần túy là kỹ thuật mô tả em bé là nhảy lên bám quả bóng và nhảy lên và bấm space thì nhảy xuống. Từ bài này chúng ta có thể mở rộng ra được rất nhiều bài toán khác, rất nhiều trò chơi khác rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lên mạng cái bài này. Rồi, chúng ta sẽ để lên mạng nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ share. Rồi, mà bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào lớp của chúng ta. Nào, các bạn làm tiếp đây nhé. Các bạn kiểm tra nhé. Bây giờ tôi mời thầy phải dừng, thầy phải nghỉ rồi, thầy có việc nhé, thì ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy.